Thế nào gọi là nhà hợp hướng? Tức là như này, căn nhà thì nó có căn nhà tốt và căn nhà xấu. Tốt hay xấu ở đây tôi gọi là tốt xấu về phong thủy nhá. Như vậy thì cái nhà nào gọi là nhà xấu? Cái nhà phạm sát thì gọi là cái nhà xấu. Long sinh bát sát là một trong các loại sát. Nếu tuổi của anh chị mà nó sẽ có hai cái trường hợp, một là hợp, hai là không hợp. Như vậy chúng ta có bốn cái biến đúng không ạ? Một là tốt, không tốt, hợp và không hợp, đúng không ạ? Nếu như mà căn nhà đấy là căn nhà tốt, nếu anh chị mà hợp với căn nhà tốt còn gì bằng nữa, không khỏi bàn luôn, ok luôn đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta không hợp với căn nhà tốt, khi không hợp với căn nhà tốt thì bản thân là chúng ta cũng được hưởng cái tốt đấy 5-7 phần, chứ không hợp xấu đâu nhá. Trong trường hợp thứ hai là về căn nhà đấy xấu, đúng không ạ? Nếu căn nhà xấu, nếu như anh chị hợp với căn nhà xấu, là anh chị không hợp với căn nhà xấu đúng không ạ, thì chúng ta bị xấu 5-7 phần. Nhưng mà nếu như mà anh chị mà hợp với căn nhà xấu thì bao nhiêu cái phần xấu đấy là xấu hết. Quan trọng hơn là cái nhà đấy tốt hay là cái nhà đấy xấu đã. Tốt xấu đây theo khái niệm phong thủy nhá. Nhưng mà sau đó người ta nói đến cái nhà hợp với không hợp. Còn nó không hợp với anh chị mà cái nhà đấy vượng, nhưng mai sau con cháu đẻ ra nó sẽ hợp. Nên có cái câu là địa linh sinh nhật kiệt. Hướng hợp tuổi cho gia chủ tính là hướng cửa đi hay hướng ban công. Xác định hướng của một căn chung cư người ta gọi là hướng cửa ra vào, gọi là đại môn. Rồi ạ, hướng nhà có thật sự quan trọng với tuổi không? Câu trả lời của tôi rằng là hướng nhà thật sự quan trọng với tuổi. Hướng nhà rất quan trọng nhưng nó không phải yếu tố quyết định. Hóa giải phong thủy cho căn nhà không hợp hướng, căn nhà tốt quan trọng hơn một cái căn nhà hợp, đúng không ạ? Cho nên ra là nếu như căn nhà đấy không hợp thì phải xem căn nhà đấy nó có tốt không đã. Nếu nó tốt rồi thì sử dụng phương pháp kích hoạt tài lộc theo từng năm một cho căn nhà đấy thì sẽ giải quyết cho các bạn được khoảng tầm 80% vấn đề. Nếu trong trường hợp căn nhà không hợp hướng mà vẫn muốn có tài lộc mà vẫn vượng thì đấy là cái phần chia sẻ ngày hôm nay của tôi. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau cũng như chia sẻ thêm về các kiến thức về phong thủy. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.